Ranh lục bão Hewelo, hay người đời còn gọi với một cái tên khác đó là ranh địa ngục, nơi mà kẻ địch là kẻ địch, còn đồng đội cũng là kẻ địch. Bạn sẽ giải bài toán này bằng cách nào nếu đặt trường hợp rừng tim địch cam bạn liên tục và cánh dưới tim bạn cũng thua? Trong khi bạn cố gắng đóng băng lính không cho Gray về trước áp lực của rừng tim địch thì rừng tim bạn vẫn đang mãi mê đập đá và đeo ra giúp bạn. Với Jundo, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng, kể cả khi 1-9. Chất tướng của Jundo solo cực khỏe xuyên suốt mọi giai đoạn của trận đấu. Đây chính là chìa khóa giúp bạn thoát khỏi cánh cổng địa ngục. Điểm yếu duy nhất của Jundo là rất dễ bị thả diều, vì thế đây không phải là một vị tướng thích hợp để có bắt tổng. Nên quên mẹ đời đi mà hãy tập trung vào khả năng đẩy lẻ cực mạnh của Jundo với tiêu chí chỗ trước người sau, hay đôi khi là người trước cũng được. Ác quỷ khổng lồ Jundo siêu đẩy lẻ cực kỳ thích hợp cho các bạn từ ranh kim cương đổ xuống. Cả nhà, ông ngưỡng về. Hy vọng giáo án ngày hôm nay có thể giúp các bạn lên ranh, và đừng quên để lại một follow cho tớ.